Bài này là hôm bữa đọc với dịch rồi đó sư. Dạ thưa sư, con xin được bắt đầu ạ. Dạ thưa sư, con xin được bắt đầu ạ. Tới giờ thì lớp để bái tâm bảo đi. Dạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính lễ sư Tinh Tuệ, con kính lễ quý sư cùng quý cô tu nữ, kính chào các anh chị đạo hữu trong lớp học. Đã đến giờ lễ bái tam bảo. Kính xin tất cả cùng hướng tâm về thời kinh lễ bái tam bảo. Xin mời đạo hữu Hồng Mai thay mặt lớp học lên tụng kinh lễ bái tam bảo ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính xin đảnh lễ sư Tinh Tuệ, con kính lễ quý chư tăng và các cô tu nữ.
Kính chào quý anh chị em đạo hữu. Con hôm nay con xin thay mặt lớp tụng kinh Tam Bảo. Sắc ghê ca mê cha ru pê ghi ri si kha ra ta tê chan ta lê khe vi ma nê đi pê rát thê cha ga mê ta ru wa na ga ha nê ghê ha wat thum hi khét tê phum ma cha yam du đê wa cha la tha la vi sa mê yak ka gan tháp ba na ga tít tham ta san ti kê yang muni wa ga wa cha nang sa tha vô mê su nam tu tham mas sa wa na ka lo a yam pha đàn ta tham mas sa wa na ka lo a yam pha đàn ta tham mas sa wa na ka lo a yam pha đàn ta Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Buddhang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Tutiyampi Buddhang saranang gacchami Tutiyampi Dhammang saranang gacchami Tutiyampi Sanghang saranang gacchami Tatiyampi Buddhang saranang gacchami Tatiyampi Dhammang saranang gacchami Tati yampi sanghang saranang gacchami Iti piso bhagava arahang samma sambuddho Vicca charana sampanno sugato lokaviru Anuttaro purisadam masarati sattha deva manussanang buddho bhagavati Tinati me saranang anyang buddho me saranang warang Epe na satya vacce na hotu me jaya mangalang Uttamang ge na vandehang padapam sum varuttamang Buddhe yo kalito doso buddho kamatutang mamang Sokato bhagavata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko opanayiko pachatang veditat bovinyuhi tinati me saranang anyang dhammo me saranang warang etena satchavat jena hotu me jaya mangalang Uttamang ge na vande hang thammang cha du vi thang varang thamme yo kalito do so thammo kama tu tang mamang suppatippanno bhagavato savaka sangho ujjupatippanno bhagavato Savaka sangho nyaya patipan no bhagavato savaka sangho Samici patipan no bhagavato savaka sangho Yadidang chattari purisa yugani at tapurisa pukgala Eisa bhagavato savaka sangho Ahu nai yo, pahu nai yo, dakhi nai yo, anjalika ni yo, anuttarang, punyakhetang lokasa, tinati me saranang, anyang sangho me saranang warang, etena satjawat, jena hotu me jaya manggalang, uttamang gena wandehang, Sanghang cha du vi thot tamang Sanghe yo kalito do so sangho kama tu tang mamang Wanda mi che ti yang sap bang sap bat tha ne su pat tit ti tang sa ri ka tha tu ma ha bo thinh Buddha rupang sakalang sada Sambut
Hey Atthavi Sankhya Dwada Sankhya Sahas Sakai Pankhya Sata Sahas Tani Namami Sirasa Ahang Tây sang thăm mạnh cha sang khánh cha a đa đề na na ma mi hằng na ma ca ra nu pa we na ham toa sap đề u pap da we a ne ca an ta ra ya pi vi na san tu a se sa to sam bút thê bánh cha bánh nhà sang cha cha tu vi sa ti sa hát sa kê da sa sa ta sa hát Sani namami sirasa ahang Te sang tham mạnh cha sang khanh cha adare na namami hang Namakara nupa we na ham toa Sap de upa da we aneka antaraya pivinas Santu ase sato Sambutte na buttarasate atajat Tali sa sahas, sa kewi sa ti sa ta sahas, sa ni na mami si ra sa ahang. Te sang tham mạnh cha sang khanh cha a da re na na mami hang. Namakara nu pa we na ham toa, sap de upap da we aneka antaraya pivinas, sang tu ase sato. Sắc đề purati maya di saya satta avera sukhi hontu sắc đề purati maya anudi saya satta avera sukhi hontu sắc đề dakina ya di saya satta avera sukhi hontu sắc đề dakina ya anudi saya satta Avera sukhi hontu sap de patchi maya di saya satta avera sukhi hontu sap de patchi maya anubi saya satta avera sukhi hontu sap de uttaraya di saya satta avera sukhi hontu sap de ut Taraya anurisaya satta avera sukhi hontu sap de uparimaya disaya satta avera sukhi hontu sap de hettimaya disaya satta avera sukhi hontu sap de satta avera hontu sukita hontu nit duk Kha hon tu áp gia bát gia hon tu ani kha hon tu đi kha yu kha hon tu aroga hon tu sampatti hi samicchan tu sukhi atta nang pariharan tu dukkha patta janit dukkha phaya patta janit phaya soka patta janit Soka hon tu sap de pi pa ni no Akasattha ca kummattha devanaga mahittika Punyang no anumodantu kirang dakkantu sasanang Akasattha ca kummattha devanaga mahittika Punyang no anumodam tu kirang rakham tu no garu akasattha ca kummattha devanaga mahittika Punyang no anumodam tu kirang rakham tu nyatayo akasattha ca kummattha devanaga mahittika Punyang no anumodam tu kirang rakham tu panino akasattha ca kummattha devanaga mahittika Punyang no anumodam tu kirang rakham tu no sada
idang watano punyang asawa kaya wahang ho tu anagate kale. Sa thú, sa thú. Dạ, thời kinh lễ bái Tam Bảo đã hoàn tất. Chúng con kính mời giảng sư Tinh Tuệ lên thuyết giảng bài học vi diệu pháp ngày hôm nay ạ. Dạ, kính chúc quý đạo hữu an vui trong chánh pháp. Dạ, con kính dâng mic đến sư ạ. Nam mô Phật Thầy giả. Nam mô Tham Mai giả. Nam mô Sang Khai giả. Xin chào các Phật tử. Giờ hôm nay thì mình học con kính lãnh lễ sư ạ. Ấm tâm quả. Dạ, con kính lãnh lễ sư. Nhân. Dạ. Phần này thì hôm trước mình đọc rồi nhưng mà sư muốn cho lớp mình đọc lại ha. Tí nữa để mình ôn lại một tí cái bản Mali để ai có nhớ được được từ nào đó thì hay được từ đó. Giờ sẽ đọc trước rồi mời lớp giơ tay lên để mình đọc. Sahetuka kama vichara vipaka cittang sumana sasahagatang ñana sampuyuttang asankharikang sasang asankharika mekang sasankharika mekang somana sasahagatang ñana vipayutang asankharika mekang sasankharika mekang upekha sahagatang ñana sampayutang asankharika mekang sasankharika mekang upekha sahagatang ñana vipayutang asankharika mekang sasankharika mekang ti imani atapi sahetuka kama vichara vipaka cittani nama. Rồi lần nữa ha. Sahetuka kama vichara vipaka cittang somana sasahagatang ñana sammayuttang asankharika mekang sasankharika mekang somana sasahagatang ñana vipayuttang asankharika mekang sasankharika mekang upekha sangatang ñana sambyuttang asankharika mekang sasankharika mekang upekha sangatang ñana vipayuttang asankharika mekang sasankharika mekang ti imani athapi sahetuka kama vichara vipaka cittani nama. Ở đây mình có chữ sahatuka kama vichara vipaka cittang, đó là tâm quả dục giới hữu nhân. Cái chữ sahetuka là hữu nhân, kama vachara là dục giới, vipaka là quả, cittang là tâm. Somanasa sangatang ở đây đó là đi cùng với thọ hỷ, mà thường dịch ngắn lại đó là thọ hỷ. Ñana sambayuttang tức là hợp trí hoặc là tương ưng trí. Asankharika mekang thì mình tách nó ra là asankharikang với lại ekang. Asankharika, asankharikang nó là bù trợ, ekang là một, tức là một tâm bù trợ hợp trí tào hỷ. Mà thường mình sắp lại câu đó là tâm. Ở đây thì mình nếu mà theo cái tựa đề rồi á thì mình không cần phải dịch cái chữ quả. Nếu mình muốn rõ thì mình dịch thêm cái chữ quả vào. Tức là một tâm quả thọ hỷ hợp trí. Một tâm quả thọ hỷ hợp trí vô trợ, một tâm quả thọ hỷ hợp trí vô trợ. Rồi số 3, số 4 là somana sasangatang ñana vipayuttang asankharika mekang sasankharika mekang. Ở đây thì nó chỉ thay cái chữ là ñana vipayuttang thì dịch là bất tương ưng trí hoặc là ly trí. Còn hỗ trợ, bổ trợ thì nó giống ở trên rồi.
năm sáu thì mình có upekha sakatang nhana samyuttang asankharika me kang sasankharika me kang. Ở đây mình có là upekha sakatang, dịch nó là thọ xả, đi cùng với thọ xả, dịch ngắn là thọ xả. Ở trên thì giống nhau hết. Upekha sakatang nhana vipayuttang asankharika me kang sasankharika me kang tí. Thì ở đây mình có nhà nó viết với dứt tăng là ly trí, thọ xã ly trí. Imani Athapi là tám tầm này. Sahe Tukka Kama Vachara Vipaka Chita Ni Nama gọi là tầm quả, dục giới, hữu nhân. Thì đó. Rồi bây giờ mời lớp giơ tay lên để mình đọc bài. Cô Phúc Mì Trung mời lớp đọc bài giúp sư đi. Dạ, dạ, thực sư được ạ. Dạ, con kính mời cô tu nữ Diệu Bảo ạ. Dạ, bạch sư con xin đọc. Dạ, bạch sư con xin đọc bài ạ. Xá. Dạ, thưa cô chưa mở mic ạ. Dạ. Bạch sư con xin đọc bài. Xá hê tú cá ca ma quá chá rá quý ba cá chí tăng. Sô ma ná xá há. Sô ma ná xá xá há gá tăng. Nhà ná xàm bá dút tăng. Á sân khá rí căng. Á sân khá rí cá mê căng. Sa sang kha ri ka me kang so ma na sa sa ha ga tang nya na wi pa yu tang a sang kha ri ka me kang sa sang kha ri ka me kang u pa kha sa ha ga tang nya na sang sam ba yu tang a sang kha ri ka me kang sa sang kha ri ka me kang u pa kha sa ha ga tang nhà ná quyết bá dút tăng á sẵn khá rí cá mê căng xá sẵn khá rí cá mê căng tí ý mà ní á thá bí xá há xá hê tú cá cà mà quá chá rá quý bà cá chí ta ní nà má. Con xin hết ạ. Dạ, kính mời Phật tử Kim Cúc. Thưa sư cũng xin đọc ạ. Xá hê tú cá ca ma vá chá rá ví pa cá chí tăng sô ma ná xá xá há gá tăng nhà ná sam pa yút tăng á sang kha rí cá mê căng xá sang kha rí cá mê căng sô ma ná xá xá há gá tăng nhà ná ví pa yút tăng a sang kha ri ka me kang sa sang kha ri ka me kang upekha sa ha ga pang nya na samba yut tang a sang kha ri ka me kang sa sang kha ri ka me kang upekha sa ha ga pang nya na vipa yut tang a sang kha ri ka me kang sa sang kha ri ka me kang ti imani athapi sa he tu ka kama vachara ví ba kachitani nama. Thưa sư xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Hồng Mai ạ. Dạ, thưa sư con xin đọc ạ. Sa hê tu ka kama vachara ví ba ta kachitang so manasa sa gat tang nya na sampayut tang a sankhari ka me kang sa sankhari ka me kang so manasa sa gat tang nya na ví ba yut tang a sang kha ri ka me kang sa sang kha ri ka me kang upekha sa ga tang nya na sampayut tang a sang kha ri ka me kang sa sang kha ri ka me kang upekha sa ga tang nya na vipayut tang
asankharika mekan sasankharika mekanti imani attapi sahetuka kama vacchara vipaka cittani nama. Dạ thưa sư, con đã đọc xong ạ. Xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ xin mời Phật tử An Nhiên ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc bài ạ. Sahetuka kama kama vacchara vipaka cittang so manasa sahagatang nyana sambajutang asankharika mekang sasankharika mekang so manasa sahagatang nyana vipajutang asankharika mekang sasankharika mekang ubekha sahagatang nyana sambajutang asankharika mekang sasankharika mekang ubekha sahagatang nyana vipajutang asankharika mekang sasankharika mekanti imani athabi sahetuka kama vacchara vipaka cittani nama. Dạ thưa sư, con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Phương Ti ạ. Dạ con xin đọc ạ. Sahetuka kama vacchara vipaka cittang sumana sahagatang na 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 sa na na sam pak yutang asankhari khamekang tasankhari khamekang somana sak sakha hatang na na vi pak yutang asankhari khamekang asankhari khamekang upekha sahat yutang na na sam pak yutang asankhari khamekang asasankhari khamekang upekha sahagatang na navi yutang asankhari khamekang sasankhari khamekanti imani athapi sahetukha kha kama vacchara vipaka cittani na nama. Dạ con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Hoa Nguyễn ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc. Sahetuka kamma vacchara vipaka cittang somanassa sahagatang jnana sambajuttang asankharika mekang sasankharika mekang somanassa sahagatang jnana vipajuttang asankharika mekang sasankharika mekang upekha sahagatang jnana sambajuttang asankharika mekang sasankharika mekang upekha sahagatang jnana vipajuttang asankharika mekang sasankharika mekang ti imani athapi sahetuka kamma vacchara vipaka cittani nama. Dạ thưa sư, xin hết. Dạ xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc bài ạ. Sahetuka kamma vacchara vipaka cittang somalassa sahagatang jnana sambajuttang asankhari kamekang rasankhari kamekang somalassa sahagatang jnana vipajuttang asankhari kamekang rasankhari kamekang upekha sahagatang jnana sambajuttang asankhari kamekang rasankhari kamekang upekha sahagatang jnana vipajuttang asankhari kamekang sasankhari kame kanti imani ekhati sahetu ka kama vacchara vipaka cittani nama. Dạ thưa sư, con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Ngọc Chân ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc. Sahetu ka kama vacchara vipaka cittani somanassa sagatang jnana sambajuttang asankharika mekang sasankharika mekang somana sasagatang jnana vipajuttang asankharika mekang sasankharika mekang upekha sahagatang jnana sambajuttang asankharika mekang sasankharika mekang upekha sahagatang jnana vipajuttang asankharika mekang sasankharika mekang ti imani athapi sahetuka kama vacchara vipaka cittani nama.
Thư Sơn xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Tiên Mã. Chưa mở mic rồi. Chị Tiên chưa mở mic rồi. Dạ, Thư Sơn xin đọc. Sẽ hề tu kế kè mà quá chá rá quýt bà kế chít tăng chù mê nát xá xá hà gá tăng nhìn nát xàm bá dư tăng á sẵn khá rí kế mê căng thơ sẵn khá rí kế mê căng chù mê nát xá xá hà gá tăng nhìn nát quýt bá dư tăng á sẵn khá rí kế mê căng xá sẵn khá rí kế mê căng u quýt khá xá hà gá tăng nhà nè sam ba yu tang a san khari ka me kang sa san khari ka me kang u vi kha sa ha ga tang ye na vi ba yu tang a san khari ka me kang sa san khari ka me kang ti i ma ni a tha bi sa he tu ka ka ma wa cha re vi ba che vi ba ka chi ta ni na ma ya de chu chin ha. Dạ, xin mời quý vị giơ tay tiếp ạ. Dạ, thưa sư, con xin đọc ạ. Sa hề tu các cà mà quá chá ra quý bà ca chí tăng sổ ma na sa sa ha ga tăng nhà na sầm ba yu tăng a sẵn khà ri ca mê càng sa sẵn khà ri ca mê càng sổ ma na sa sa ha ga tăng nhà na quý ba yu tăng a sẵn khà ri ca mê càng sa sẵn khà Arika me kang Ubekha sahaga tang nya na sambayut tang asankharika me kang sasankharika me kang Ubekha sahaga tang nya na vipayut tang asankharika me kang sasankharika me kang ti imani athabisa hetu kakka ma wacara vibaka citta ni nama. Dạ thưa sư, hết người muốn đọc rồi ạ. Dạ, con kính dâng mic đến sư ạ. Còn một số các Phật tử mình đọc Pali rất là yếu. Mình cố gắng vào trong lúc mà người ta đọc đó mình nghe để mình đọc theo, chứ mình cứ đọc theo cách của mình sai hoài ai ở đó mà người ta sửa cho mình hoài. Nên cố gắng giờ người ta đọc đó mình ngồi mình nghe coi người ta đọc có giống mình hay không. Nếu mình ngồi mình nghe thấy không có ai đọc giống mình hết, rằng biết mình đọc sai rồi để tự mình sửa. Chứ nếu mà mình cứ lên rồi mình đọc xong rồi mình bỏ cái máy đó, rồi đến khi người ta đọc mình không có nghe, mình không có sửa sai được cái của mình. Và nếu mà học như vậy thì chúng ta sẽ không có tiến bộ được. Phải chú ý mấy cái đó. Một số Phật tử mình đọc rất là yếu. Thì hôm trước mình có nói sơ qua đó là phần tâm dục giới tình hảo Kamavacchara Supanacitta thì có 24 thứ. Trong đó mình chia ra thành 3 nhóm. Thứ nhất đó là tâm thiện dục giới, Kamavacchara Kusala Citta. Có 8 thứ mình đã học xong rồi. Hôm nay thì mình học nhóm tâm thứ hai, đó là tâm quả dục giới hữu nhân, Sahetuka Kamavacchara Vipaka Citta. Có 8 thứ. Rồi mình còn có một bài nữa, đó là tâm tố dục giới hữu nhân, Sahetuka Kamavacchara Kiriya Citta. Có 8 thứ. Giờ đây là một số mục mà mình cần tìm hiểu trong phải bài tâm quả dục giới hữu nhân. Thứ nhất là định nghĩa, thứ hai đó là 8 tâm quả dục giới hữu nhân là phần bài học thuộc lòng. Thứ ba là tâm quả dục giới hữu nhân trình bày theo ba khía cạnh.
Thứ tư đó là tâm quả dục giới hữu nhân phối hợp với tâm sở. Thứ năm là tâm quả dục giới hữu nhân tương ưng nhân. Thứ năm đó là thứ sáu là tâm phần sự của tâm quả dục giới hữu nhân. Thứ bảy là tâm quả dục giới hữu nhân nương môn. Thứ tám là tâm quả dục giới hữu nhân nương vật. Thứ chín là tâm quả dục giới hữu nhân biết cảnh. Mười là tâm quả dục giới hữu nhân sinh ở hạng người. Mười một là tâm quả dục giới hữu nhân sinh ở các cõi. Thì đó là 11 mục mình sẽ tìm hiểu ở trong bài học này. Giờ thứ nhất đó là phần định nghĩa. Thì ở đây đó là liên quan đến khi mình nói đến tâm quả thì mình liên tưởng đến cái nhân mà đã tạo ra nó. Giống như là hôm trước mình học về 12 tâm bất thiện. Rồi sau đó thì chúng ta học về 7 tâm quả bất thiện. Thì 7 tâm quả bất thiện đó là nó được tạo từ 12 tâm quả, 12 tâm thiện, 12 tâm bất thiện. Thì 12 tâm bất thiện đó được xem là nhân để tạo ra 7 tâm quả bất thiện. Thì hôm nay mình học về tâm quả thiện dục giới hữu nhân, hay là còn gọi là tâm đại quả. Thì nó là cái thành quả, cái kết quả được tạo từ 8 tâm thiện dục giới hay là 8 tâm đại thiện. Tức là những hành động mà chúng ta làm, những hành động thiện mà chúng ta làm ở trong đời sống hàng ngày. Ví dụ như là bố thí, cung kính, phục vụ, nghe pháp, thính pháp, tùy hỷ phước, hồi hướng phước, hoặc là thọ trì giới hay là tu thiền. Thì ngoài trừ là trường hợp tu thiền, nếu mình tu đắc được thiền định á, thì sau cái kiếp sống đó thì nếu mà cái tâm thiền đó giữ trọn vẹn cho đến hết cái kiếp sống đó thì cái tâm thiền đó nó sẽ cho quả là tâm quả sơ thiền, nhị thiền hay là tâm thiền gì đó, tùy thêm mà mình chứng đắc được. Nhưng mà nếu mình tu tập mà mình giống bây giờ các tử mình hay tu tập thiền, thực hành thiền một tuần một buổi, tuần một buổi hay là tháng một buổi, hoặc là mình tu ở nhà hàng ngày, mỗi ngày mình có một cái khóa tu một tiếng đồng hồ hoặc là 45 phút gì đó, thì cái tu tập đó là tu tập bằng tâm thiện. Và nếu tu tập bằng tâm thiện thì sau này nó sẽ cho tâm quả, đó là tâm quả thiện. Cho nên quả là tâm quả thiện. Cho là tâm quả thiện. Ở trong các hành động thiện mà mình làm á, không phải lúc nào nó cũng cho được cái tâm quả là tâm quả thiện, mà nó thuộc về 8 loại tâm quả này. Dạ, mà nó có trường hợp á, nó cho được đủ 8 tâm quả này,
Nhưng mà có những trường hợp thì nó chỉ cho được bốn loại tâm quả. Bốn loại tâm quả này có những trường hợp á, là nó không cho, nó không, tức là nó không cho được một trong tám tâm quả này, mà nó cho chỉ cho được đó là tâm quả thiện vô nhân, tức là tám tâm quả thiện vô nhân mà hôm trước mình đã học. Thí dụ như là nếu mà một hành động thiện, ví dụ như là hành động thiện là bố thí, nếu mà làm có sự hiểu biết hợp trí rồi đầy đủ tâm tư thì nó có khả năng cho đủ đó là 16 loại quả, tức là cả 8 tâm quả thiện vô nhân rồi 8 tâm quả thiện dục giới hữu nhân. Nhưng mà không phải, chúng ta thấy là không phải lúc nào mình làm thiện mà đầy đủ tâm tư, hợp trí mà đầy đủ tâm tư là ít lắm. Phần lớn là nó sẽ bị nó ly trí, hoặc là nó thiếu một trong tâm tư, hay là thiếu hai trong tâm tư. Ví dụ như là nếu mà hành động thiện làm hợp trí, thiếu một trong tâm tư. Ví dụ như là trước khi làm thì cũng có hoan hỷ, cũng có suy xét đến công việc mà mình, việc thiện mình phải làm. Trong lúc làm thì cũng có hoan hỷ, nghĩ đến cái thiện pháp mà mình cần phải làm. Nhưng mà làm xong rồi thì không còn nhớ lại để mình hoan hỷ. Thì ở trong trường hợp như vậy nó sẽ thiếu một trong tâm tư. Thì nếu mà thiếu một trong tâm tư thì nó chỉ cho 12 loại quả, 12 loại tâm quả, tức là nó chỉ cho được 8 tâm quả thiện vô nhân và 4 tâm quả dục giới hữu nhân mà ly trí. Chỉ cần thiếu một tâm tư, dù cái tâm thiện đó làm bằng hợp trí, nhưng mà chỉ cần thiếu một tâm tư là lập tức nó cho quả là quả ly trí. Còn nếu mà một hành động thiện đó mà làm với tâm thiện mà thiếu hợp trí, mà thiếu cả hai tư, thiếu cả hai tư, tức là ở trong trường hợp này thường gặp phải đó là, ví dụ như là trước khi làm không có hoan hỷ, mà chỉ hoan hỷ trong khi làm, rồi đến khi làm xong thì cũng không có còn hoan hỷ nữa. Thì trong trường hợp như vậy, dù là hợp trí nhưng mà nó có thiếu đến hai tư, thì như vậy thì nó chỉ cho ra là 8 quả thiện mà vô nhân, 8 tâm quả thiện vô nhân. Thì đó là nói về ba trường hợp mà hợp trí thiếu một tư, thiếu hai tư với đầy đủ tâm tư, nó cho kết quả khác nhau, dù đó là hành động thiện. Còn nếu mà làm thiện mà ly trí mà nó thiếu một trong tâm tư, ly trí mà thiếu một trong đấy là hợp trí, ly trí mà thiếu một trong ly trí mà thiếu một trong tâm tư. Nãy như nói lộn cái gì ta. Bây giờ ly trí mà thiếu hai trong tâm tư, thiếu một trong tâm tư, thiếu một trong tâm tư thì như là nó cũng cho là tám loại quả thiện mà vô nhân. Còn nếu mà ly trí mà nó thiếu cả hai tư
thì nó chỉ cho nó là bảy tâm quả thiền là vô nhân. Dạ. Cho nên chúng ta thấy là cũng một hành động thiền, như là ví dụ như là thí dụ mình đi đến chùa bữa nay mình làm phước buổi cơm, hoặc là mình cúng dường một bó bông, nhìn bên ngoài thì mình thấy là hành động thiện được làm giống nhau, nhưng mà xét về mặt tâm lý á, nó hoàn toàn khác nhau. Và cũng hành động cúng dường một buổi cơm, hành động cúng dường một bó bông, nhưng trong đó sẽ có trường hợp tâm lý sao? Làm tâm hợp trí, đầy đủ tâm tư. Làm với tâm hợp trí, thiếu một trong tâm tư. Làm với tâm hợp trí, thiếu hai trong tâm tư. Làm với tâm ly trí, thiếu một trong tâm tư. Làm với tâm ly trí, thiếu hai trong tâm tư. Cho nên nó dẫn đến cái kết quả khác nhau hẳn. Dạ. Và cái khác nhau đáng tiếc ở đây đó là ví dụ nếu mà trường hợp mà làm mà ly trí rồi còn thiếu một trong tâm tư hay là thiếu hai trong tâm tư, thì ở trong trường hợp đó nó chỉ cho được là 7 hoặc là 8 tâm quả thiền, 8 tâm quả thiền vô nhân, mà trong đó nó có tâm quan sát thọ xả làm việc tục sinh. Ví dụ sau này nếu mà cái quả thiền khác nó có điều kiện trổ quả để đưa đến cảnh giới tái sanh mới, mà cái tâm quả thọ xả, tâm quả thiền thọ xả vô nhân đó nó cho quả, tâm quan sát thọ xả quả thiền đó vô nhân đó nó cho quả, thì nó đưa mình tái sanh vào hạng người lạc vô nhân, tức là người mà bị khuyết tật từ ở trong bụng mẹ. Ví dụ như là chúng ta thấy một số em bé vừa sinh ra là bị mù, một số em bé bị sinh ra là bị điếc, bị liệt, hoặc là đều bị thiếu một bộ phận nào đó của cơ thể, thì đó là dạng người lạc vô nhân. Dạ, người lạc vô nhân. Do đó mới nói ở trong truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy đó là ngay cả trong cái cách làm phước á, là mình cũng phải học hỏi, tìm hiểu để làm như thế nào đó có đầy đủ tâm tư, có trí, chứ không phải là mình cứ nghĩ tốt là làm. Đúng là tốt rồi mình phải làm, nhưng mà nếu cái việc làm đó mà nó thiếu, tức là thiếu sự hiểu biết, thì thiếu sự hiểu biết thì là thứ nhất là nó là ly trí. Dạ. Mà thiếu sự hiểu biết á, nếu mà ly trí rồi mà để có được đầy đủ tâm tư á, thì rất khó. Tại là thường là thiếu sự hiểu biết là sao? Thường là chỉ hoan hỷ trong lúc làm, chứ trước khi làm và sau khi làm là thường không có hoan hỷ, không có nhớ đến để hoan hỷ. Dạ. Cho nên nó sẽ đưa đến đó là nếu mà tâm thiện đó nó cho quả là nó chỉ cho được là 8 tâm quả thiện vô nhân. Và nếu mà cái tâm đó nó có điều kiện cho cái đời sống tái sanh thì mình sanh vào hàng người lạc vô nhân thì đủ. Dạ. Còn nếu mà khá hơn, ví dụ như là được 2 trong tâm tư và hợp trí, hoặc là 2 trong tâm tư hợp trí, thì nó cho quả đó là 2 trong tâm tư hợp trí thì nó cho 12 loại quả, trong đó có 4 tâm quả thì dục giới hữu nhân, nhưng mà nó ly trí. Thì nếu mà tâm này nó đưa đến cái quả tái sanh thì cho mình sanh vào hạng người nhị nhân. Người nhị nhân tức là hạng người mà thiếu cái nhân trí. Hạng người này mà có, cho dù có tu tập như thế nào đi chăng nữa cũng không thể chứng đắc được thiền định hay là đạo quả. Quay lại cái nói về cái phước trí của thì hạng người này cũng bị yếu hạn. Yeah. Thì cái đó cũng là cái khuyết điểm từ cái nhân mà mình đã tạo.
Cho nên chúng ta cũng phải tìm hiểu cái phần đó để mỗi một lần mình làm phước đó, mình có được vừa có tâm tư, vừa có được cái phước trí. Ví dụ như làm phước bố thí, thì mình suy nghĩ như thế nào mà để cái phước đó nó trở thành là cái phước có trí. Tâm tư thì chỉ cần chúng ta thấy suy xét vào hoan hỷ trước khi làm, trong lúc làm và sau khi làm, mà để có được cái phước trí thì nó sẽ khó. Nó đòi hỏi mình cần phải có sự hiểu biết. Thí dụ như là khi mình làm phước bố thí, mình nghĩ đến cái đời sống này nó rất là ngắn ngủi, vô thường, nó có thể đi đến bất cứ lúc nào, tức là cái chết nó có thể đến với mình bất cứ lúc nào. Vì mình nghĩ như vậy cho nên mình trong lúc mà mình đang còn sống, đang có cơ hội có thể tạo các thiền sự được, cho nên mình làm các thiền sự đó. Thì cái suy nghĩ đó sẽ giúp cho mình khi làm phước làm có được thêm cái phước trí, có thêm được cái phước trí. Một cái phước trí đó nó còn quan trọng nữa sao, trở thành cái phước ba la mật mà dẫn đến sự giải thoát sau này, nếu mình có suy nghĩ như vậy. Thì đó là nói một tí tại sao mình có tám tâm quả thiện mà bài học chúng ta học ngày hôm nay. Thứ hai đó là tâm quả thiện dục giới hữu nhân, đó là cơ sở cho việc tu tập thành tựu thiền định hay đạo quả. Thì cái định nghĩa thứ hai này á, cái ý thứ hai này á, nó chỉ đúng với trong trường hợp là tâm đại thiện mà tâm quả thiện hợp trí thôi. Bốn tâm quả thiện hợp trí thôi. Tức là người nào mà tục sinh bằng bốn tâm quả, bằng một trong bốn tâm quả đại thiện hợp trí khi tu tập thiền định, thì người đó có thể chứng đắc được thiền hoặc là chứng đắc được đạo quả. Tại khi mà còn nếu mà không tục sinh bằng một trong bốn tâm này, dù có tu tập tinh tấn như thế nào đi chăng nữa, thì người này cũng không thể chứng đắc được thiền định hay là đạo quả. Cái thứ ba nữa đó là cái tám tâm quả này á, là có khả năng đó là đưa chúng sanh tái sanh ở nhiều cõi. Chúng ta thấy ở các tâm thiền á, các tâm thiền á, ví dụ như là mình tu tập chứng đắc được sơ thiền, thì tâm quả sơ thiền đó nó chỉ có khả năng đó là đưa mình tái sanh về cõi sơ thiền thôi, ngoài ra nó không có tái sanh ở đâu được. Nhưng mà cái tâm quả dục giới hữu nhân, tâm quả dục giới hữu nhân này á, thì có khả năng đó là cho mình được tái sanh ở bảy cõi vui dục giới, tức là cõi người với sáu cõi trời. Mặc dù ở bảy cõi đó có thể là người nhị nhân hoặc là người tam nhân, nhưng mà nó có khả năng đưa tái sanh ở bảy cõi. Thì cái sở dĩ mà nó có khả năng đưa tái sanh ở bảy cõi như vậy á, là nó cũng từ cái tâm thiện mà mình đã tạo. Ví dụ là trong cái tâm thiện mà mình tạo trong đời sống hàng ngày, mình có tu tập thiền định, thì do cái tâm thiền định đó mà mình chưa chứng đắc được thiền định, thì do cái tâm thanh tịnh đó nó sẽ giúp mình, nếu mà được sanh về cõi trời thì nó sẽ được sanh về cõi trời cao hơn. Còn thí dụ như là chỉ thuần tí là làm phước bố thí bình thường thôi, thì nếu mà sanh về cõi trời thì cũng cõi trời thấp so với người mà có tu tập thiền định. Tức là vừa có cái phước này vừa có cái phước kia nữa.
trong đó có cái phước làm cho tâm thanh tịnh chẳng hạn, thì sẽ giúp cho người đó được tái sanh ở cái cảnh giới cao hơn. Dạ, mặc dù là cùng là cõi vui. Cái đó là nói về liên quan tới cái phần định nghĩa. Cái phần thứ hai đó là cái phần bài học. Phần bài học này là mình phải nhìn các nút này mà mình đọc thuộc lòng hết. Tức là nguyên cái bản này không có cái nút nào mình không đọc không được. Tức là nhìn vào là mình phải biết hết thì mới được. Yeah. Thì hôm trước là mình đã học 8 tâm thiện ở đây. 8 tâm thiện dục giới. Hôm nay là mình học cái hàng thứ hai là 8 tâm quả dục giới hùng nhanh. Thì ở đây mình có đó là tâm quả thọ hỷ, hợp trí vô trợ, hợp trí vô trợ, tâm quả thọ hỷ, hợp trí hữu trợ, tâm quả thọ hỷ, ly trí vô trợ, tâm quả thọ hỷ, ly trí hữu trợ, tâm quả thọ xả, hợp trí vô trợ, tâm quả thọ xả, hợp trí hữu trợ, tâm quả thọ xả, ly trí vô trợ, tâm quả thọ xả, ly trí hữu trợ. Nên phải thuộc bài nó vậy. Thì đó là phần bài học nó dành cho các Phật tử mình mới, mình chưa học thuộc lòng thì mình phải học thuộc lòng nữa. Phần thứ ba đó là nói về ba cái khía cạnh. Thứ nhất là nói về thọ, cảm thọ, thọ hỷ hoặc là thọ xả, tức là nó liên quan đến việc tục sinh. Tức là người mà tục sinh bằng tâm thọ hỷ, người tục sinh bằng tâm thọ xả, thì nó cũng tùy thuộc vào cái phước mà mình đã làm. Ví dụ như là nếu mà cái kiếp trước đây mà mình làm thường là với tâm hoan hỷ nhiều ở trong cái thiện phước, thường sống nhiều với cái tâm hoan hỷ, ít có sân hận, thì nếu mà cái quả đó cho cái tâm thiện đó cho quả, thì cho mình tục sinh bằng cái tâm một trong bốn tâm quả thọ hỷ, còn không thì sẽ tục sinh bằng một trong bốn tâm quả thọ xả. Người mà tục sinh bằng tâm thọ hỷ thì người đó tánh tình vui vẻ, tánh tình vui vẻ. Còn người tục sinh bằng tâm thọ xả thì lúc nào cũng trong. Tức là nếu mà tục sinh bằng tâm này rồi để nói cho người này cười rất là khó. Nhưng mà người tục sinh bằng tâm thọ hỷ chỉ đơn giản gặp nhau là cũng có thể cười được. Dạ. Yeah. Thì cái đó là nói về cái này nó liên quan đến từ tâm thiện mà mình đã tạo thôi. Thứ hai là liên quan đến vô trợ và hữu trợ. Thì nó cũng từ cái tâm thiện mà mình đã làm. Nếu mà thường làm bằng nhiều với tâm vô trợ, thì nếu mà tâm vô trợ đó, tâm thiện vô trợ đó nó cho quả, thì nó sẽ có khả năng đó là cho ra tâm quả thiện, một trong bốn tâm quả thiện vô trợ. Ngược lại thì nó sẽ cho đó là bốn tâm quả thiện hữu trợ. Thứ hai đó là tri kiến. Tri kiến tức là sự liên quan tới sự hiểu biết. Thì giống như nói lúc nãy, nếu mà làm với tâm thiện hợp trí, đầy đủ tâm tư, thì nó sẽ cho ra cái tâm quả đó là cho tâm quả tục sinh, đó là tâm quả hợp trí, một trong bốn tâm quả hợp trí. Ngược lại thì nó sẽ cho ra tâm quả ly trí. Và cái bất lợi giữa hợp trí với ly trí là gì? Cái hợp trí á, tại người có cái nhân trí thì có cái lợi thế, đó là ví dụ như là nói một vấn đề thì họ có thể hiểu bằng nhiều cách khác nhau. Và cái việc tu tập á, nó cũng tiến bộ nhanh hơn, có thể chứng đắc được thiền định hay đạo quả so với người ly trí á. Tức là
Nói kia nói một hiểu một, thậm chí là sao không hiểu gì hết. Còn việc tu tập cũng rất là chậm và không có khả năng để chứng đắc được thiền định hay đạo quả. Thì đó là ba cái khía cạnh này mình dựa trên trên cái nhân thiện mà đã tạo thôi, tạo ra tâm quả thôi chứ không có gì nổi. Thứ tư đó là tâm quả dục giới phối hợp với tâm sở, tâm quả dục giới hữu nhân phối hợp với tâm sở. Thì ở đây mình để ý đến hai nhóm. Hôm trước mình học về tâm thiện á, thì mình cũng để ý đến hai nhóm, đó là 13 tâm sở tự tha với lại 25 tâm sở tình hảo. 25 tâm sở tình hảo, 25 tâm sở tình hảo. Thì ở đây chúng ta thấy là ở trong tâm quả thiện á, tâm quả dục với hữu nhân á, thì nó cũng có gì, nó cũng có thọ hỷ, có thọ xả. Cho nên ở trong trường hợp nào mà thọ xả thì bỏ hỷ ở trong tờ tha ra. Cho nên ở trong tờ tha nó sẽ có những trường hợp đó là 13, nhưng mà có trường hợp nó chỉ có là 12 thôi. Riêng đối với 25 tâm sở tình hảo á, 19 tâm sở tình hảo biến hành thì nó chắc chắn có. Dạ. Nhưng phần giới phần, phần vô lượng phần á, là nó không có. Cái này nó không có. Là vì ở trong tâm thiện á, thì nó có thể có một trong năm tâm sở biệt cảnh này. Tức là có thể có chánh ngữ, hoặc là chánh nghiệp, hoặc là chánh mạng, hoặc là bi, hoặc là tùy hỷ. Đó là ở trong tâm thiện. Nhưng mà ở trong tâm quả, vì đây nó là cái kết quả. Ở trên này á, là cái hành động. Ví dụ như hành động giữ giới bằng chánh ngữ, chánh nghiệp, hoặc là chánh mạng, hoặc là tu tập tâm bi hay là tùy hỷ, có tâm bi hoặc là tâm tùy hỷ thì nó mới có. Còn ở đây là tâm quả, cho nên năm tâm này thì hoàn toàn không có. Còn tâm sở tài quyền á, tức là tâm sở trí tuệ này á, nó chỉ có ở trong tâm quả mà hợp trí thôi. Như vậy thì chúng ta sẽ chốt lại, mình sẽ có tổng quát, có thể có tổng quát là gì? 13 tâm sở tờ tha. Rồi 13 tâm sở tờ tha, rồi mình thêm 19 tâm sở tình hảo biến hành. Rồi một tâm sở tài quyền thuộc tâm sở bị cảnh là 20. Như vậy thì tổng quát thì chúng ta chỉ có là 33. Chỉ có 33. Mười ba tờ tha, 20 tâm sở tình hảo, trừ ba giới phần và hai vô lượng phần. Rồi bây giờ cái đó là phần tổng quát. Bây giờ lớp mỗi một người mình tính một hai tâm đi, hai tâm, tại hai tâm nó giống nhau, cái vô trợ hữu trợ thì nó giống nhau, mỗi người tính hai tâm. Giờ mời lớp giơ tay lên để mình tính phần tâm sở phối hợp với tâm. Phúc Việt Trung mời lớp mình xin. Dạ, xin mời quý vị ạ. Ai tính được trước giơ tay lên trước. Dạ, thưa sư, con tính đôi thứ nhất ạ. Rồi. Dạ, đôi tâm quả thứ nhất là đại quả, tâm đại quả thọ hỷ hợp trí. Do nó 13 tâm sở tợ tha lấy hết, do nó có thọ hỷ, do đó lấy hết 13 tâm sở tợ tha. Rồi 19 tâm sở tịnh hảo biến hành cũng lấy hết luôn. Rồi nó là hợp trí, do đó cũng lấy tâm sở trí tuệ. Tổng cộng nó là 33. Dạ, là đôi đại quả thứ nhất là 33 tâm sở, thứ sư. Dạ, kính mời cô tu nữ Diệu Bảo ạ. Dạ, bạch sư, con xin tính đôi tâm quả thứ hai là thọ hỷ ly trí. Thọ hỷ ly trí thì nó chỉ có hợp với 13 sở hữu tợ tha và 19 sở hữu biến hành.
nhưng mà nó không có hợp trí. Dạ, nó không có sở hữu hợp trí. Thành ra nó có là 13 với 19 và 32. Dạ thưa, có tổng cộng là 32 sở hữu sư. Hợp với 32 sở hữu là 13 sở hữu tự tha và 19 sở hữu biến hành. Thành 32. Dạ thưa sư, con xin tính tâm đại quả thọ hỷ hợp trí vô trợ và tâm đại quả thọ hỷ hợp trí hữu trợ là hợp tâm đại quả thọ, tâm đại quả thọ xả hợp trí vô trợ và tâm đại quả thọ xả hợp trí hữu trợ. Vậy là thọ xả thì có 12 tâm sở thọ tha trừ hỷ và 19 tâm sở tỉnh hảo biến hành. Vậy là hợp trí nên có tâm sở tài quyền là tổng quát là 32 tâm sở thưa sư. À, xin hết. Là xin mời Ngọc Trân ạ. Thưa sư con xin tính tâm quả thọ xả ly trí vô trợ và hữu trợ. Vì thọ xả nên chỉ có trừ hỷ nên là gồm 12 tâm sở thọ tha cộng với lại 19 tâm sở tịnh hảo biến hành. Vậy là 31. Đúng không? Nãy giờ lớp tính đúng không? Cô Phúc Vị Trường. Dạ thưa đúng sư. Rồi còn nữa không? Xong chưa? Hết chưa? Dạ thưa hết rồi, 4 cặp rồi thưa sư. Rồi. Em học tiếp ha. Đọc tử nào chưa tính được về tập tính ha, phải tập tính mới được ạ. Cái này đến khi mà học cao một tí người ta không có nhắc lại, người ta chỉ nói nhanh nhanh qua thôi chứ không có nhắc lại. Tôi nhắc lại từng phần nhỏ nhỏ như vậy cho mình, cho nên mình phải tính bắt đầu từ bây giờ, tức là từ phần cơ bản thấp này là cái nào chưa hiểu, chưa tính được là mình phải tập tính, mà mình phải hỏi cho để đến khi cao rồi người ta không có nhắc lại mấy cái chi tiết nhỏ nhỏ này đâu, nên chỉ nói sơ qua thôi. Mà mấy này học phần nào cũng có, cái khó như cái phần tâm sở phối hợp với tâm này phần nào nó cũng có. Rồi số 5 đó là tâm quả dục giới hữu nhân tương ưng nhân. Thì ở đây hôm trước mình học 18 tâm á, 18 tâm vô nhân á, sẽ 18 tâm vô nhân đó, 18 tâm đó được gọi là tâm vô nhân á, là vì nó không có nhân tương ưng. Tức là nó không có, khi mà nó sanh lên á, nó không có nhân tham, nhân sân, nhân si, hoặc là vô tham, vô sân, vô si nó hỗ trợ, cho nên người ta gọi nó là vô nhân. Nhưng mà tâm quả dục giới hữu nhân này á, khi mà nó sanh khởi thì nó sẽ có nhân tương ưng của nó. Quả đây bây giờ nó là tâm quả thiền, cho nên nếu mà nó có thì nó sẽ có ba nhân ở phía sau, tức là nhân vô tham, nhân vô sân, nhân vô si. Thí dụ như là bốn tâm quả dục giới hữu nhân mà hợp trí thì nó tương ưng được với ba nhân, tức là vừa có nhân vô tham, có nhân vô sân và vô si. Cái nhân vô si ở đây tức là nhân trí, là tâm sở tệ quyền. Nhân tham ở đây là tâm sở vô tham, nhân sân đó là tâm sở vô sân. Tức là nó có đủ ba nhân đối với các tâm quả mà dục giới hợp trí. Rồi còn bốn tâm quả dục giới hữu nhân mà ly trí thì nó chỉ có tương ưng với hai nhân, tức là nhân vô tham và nhân vô sân.
vô tham và vô sân. Ở đây liên quan đến nhân vô tham vô sân mà hôm trước mình học ở trong tâm bất thiện á, tâm bất thiện á, ở trong tâm tham thì nó có nhân tham, có nhân nhân si, nhưng mà nó không có, thì nó có tâm sân, nó có nhân, nhưng mà nó không có nhân tham được. Yeah. Nhưng mà ở trong tâm thiện thì nó khác ha. Trong tâm thiện thì tâm thiện, tâm quả thì nó khác, tức là ở đây vô tham vô sân. Tham sân thì ở bất thiện nó không đi cùng với nhau, tức là nếu mà có tham thì không có sân, có sân thì không có tham. Yeah. Nhưng mà ở trong tâm thiện hoặc ở trong tâm quả thì vô tham vô sân thì nó có thể đi chung với nhau được, nó đi chung với nhau được. Thì đó là nói về tâm tương ưng nhân. Thứ sáu đó là nói về phần sự của tâm quả dục giới hữu nhân. Thì ở đây mình có 14 phần sự, đó là sự khai môn, sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự nếm, sự đụng, sự tiếp thâu, sự quan sát, sự xác định, sự động lực, sự năng cảnh, sự tục sinh, sự hợp kiếp, sự tử. Thì trong 14 sự này, lúc nãy khi mà nói về 8 tâm quả dục giới hữu nhân thì có nói với các Phật tử đó là 8 tâm quả đó nó có thể làm việc tục sinh cho người nhị nhân, tức là 4 tâm quả ly trí thì nó làm việc tục sinh cho người nhị nhân, 4 tâm quả hợp trí nó làm việc tục sinh cho người tam nhân. Cho người tam nhân. Như vậy thì cho thấy là 8 tâm quả đó nó làm được cái công việc đó là việc tục sinh. Mà hễ tâm nào mà nó làm được việc tục sinh á thì nó sẽ làm việc hộ kiếp và làm việc tử. Cho nên 8 tâm quả đó trước tiên là mình xét về ý khía cạnh đó là nó làm được 3 công việc. Ngoài ra 8 tâm quả đó nó còn làm thêm việc na cảnh, tức là hưởng cảnh dư. Hưởng cảnh dư. Cho nên 8 tâm quả này thì nó làm được được 4 công việc. Tức là ba việc tục sinh, hộ kiếp và tử và na cảnh. Thì đó là 8 tâm quả. Phần thứ bảy đó là tâm quả dục giới hữu nhân, đó là nương môn. Rằng có 6 môn, đó là nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn, ý môn. Thì 8 tâm quả dục giới hữu nhân này nương được 6 môn. Nhưng mình xem coi nó nương ở trong trường hợp nào. Không phải trường hợp nào nó cũng nương đủ 6 môn. Ví dụ ở trong trường hợp mà làm việc tục sinh. Nếu mà tâm quả đó nó làm việc tục sinh đó, thì nó chỉ nương ở ý môn. Nó chỉ nương ở ý môn thôi. Nhưng mà nếu mà nó làm việc na cảnh đó, thì nó có thể nương nhãn môn hoặc là nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn, nếu mà làm việc na cảnh, rồi cả ý môn. Và cho nên chúng ta để ý, mặc dù nói là nương 6 môn nhưng mà nó phải có 2 trường hợp. Trường hợp mà làm việc tục sinh thì nó chỉ làm nương ý môn, nhưng mà nếu mà nó làm việc na cảnh thì nó mới nương đủ 6 môn được.
Dạ, đặc biệt là cảnh thì nó mới được đủ sau một. Thì đó là trường hợp nương môn. Trường hợp nương vật, mình có sáu vật, đó là nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, thiệt vật, thân vật và ý vật. Vì tâm quả dục giới á, tâm quả dục giới á, nó chỉ làm được bốn công việc, giống như nói lúc nãy. Thứ nhất đó là làm việc na cảnh, thứ hai là làm việc tục sinh, và khi mà làm việc tục sinh thì nó làm thêm cái hai công việc nữa, đó là hậu kiếp và tử. Khi mà nó là cái tâm mà cái lộ trình tâm mà sinh ra mà có tâm na cảnh đó, nó chỉ sinh ra ở cõi dục giới, ở cõi người và cõi trời dục giới. Rồi cái đó là ở trong trường hợp mà nó làm việc na cảnh. Rồi nếu mà nó làm việc tục sinh á, thì nó cũng chỉ làm việc tục sinh cho chúng sanh ở bảy cõi vui. Cho nên tám tâm quả này á, là nó nhất định đó là nó nương ý vật, tức là nếu mà nó không sanh thôi, còn nếu mà nó sinh thì nó phải nương ý vật. À, nó không có trường hợp nào mà nó sanh khởi mà nó không có nương ý vật. Thứ chín là tâm quả. Tâm quả dục giới hữu nhân đó là biết cảnh, tức là có sáu cảnh, đó là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh mùi, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp. Thì ở đây tâm quả dục giới hữu nhân cũng biết đủ sáu cảnh, mà biết đủ sáu cảnh trong trường hợp này thì trong trường hợp mà làm việc mà na cảnh thì nó mới được biết được sáu cảnh, tức là biết được cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị. Này nếu mà làm việc tục sinh thì không biết sao ta, tại vì là để sư thầy xem lại thêm cái phần đó coi, nếu mà nó làm việc tục sinh thì nó sẽ biết được, chỉ biết được cảnh pháp thôi hay là như thế nào, thì cái phần này nó không có, cái phần này hơi chưa rõ. Giờ lấy theo làm việc na cảnh, làm việc na cảnh thì nó biết được cả sáu cảnh, tại vì nó có thể sanh ở lộ nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn hoặc là ý môn. Thì nếu mà nó có thể sanh khởi ở sáu môn á, thì đồng nghĩa với nó có thể biết được sáu cảnh. Sáu cảnh nó giống như là một người mà làm việc, có thể hiểu một người làm việc ở sáu cơ quan, mỗi một lần ví dụ khi mà làm việc với cơ quan nào, có người nào đi đến, những người khác biết thì cái người này họ cũng biết. Tức là nếu mà cảnh sắc sanh khởi trong lộ nhãn môn, thì tâm nhãn thức, rồi thâm tiếp thâu, tâm quan sát, tâm xác định, rồi tâm động lực. Rồi nếu mà đó là cảnh 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 lớn, cảnh rất lớn, cảnh rất lớn, thì tâm đại quả
nó có mặt thì nó cũng biết được cảnh sắc. Tương tự đối với các trường hợp còn lại thì nó cũng vậy. Thứ 10 đó là tâm quả dục giới hữu nhân, sinh ở hạng người. Thì ở đây mình có 12 hạng người, đó là người khổ, người lạc vô nhân, người nhị nhân, người tam nhân, người sơ đạo, người nhị đạo, người tam đạo, người tứ đạo, người sơ quả, người nhị quả, người tam quả, người tứ quả. Thì trong 12 hạng người này, trước tiên là mình loại ra 4 hạng người đạo, tức là người sơ đạo, nhị đạo, tam đạo và tứ đạo. Vì 4 hạng người này nó chỉ là 4 tâm đạo, cho nên mình loại bỏ 4 hạng người này ra, còn lại nó là 8 hạng người. Giờ trong 8 hạng người này á, mình xem coi tâm quả dục giới hữu nhân á, nó có thể có mặt ở hạng người nào. Nhớ là tâm quả dục giới hữu nhân. Giờ trước tiên mình xét về cái khía cạnh mà làm việc tục sinh. Làm việc tục sinh thì tâm quả dục giới hữu nhân á, nó chỉ làm việc tục sinh cho chúng sanh ở cõi người và cõi trời dục giới. Trong đó có 2 hạng người, đó là người nhị nhân và người tam nhân. Như vậy về cơ bản mình thấy là tâm quả này nó chỉ làm việc tục sinh cho 2 hạng người, đó là người nhị nhân, người tam nhân, cho nên nó chắc chắn là có mặt ở 2 hạng người này. Dạ, chắc chắn là có mặt ở 2 hạng người này. Nhưng mà người tam nhân á, giống như nói lúc nãy, người nhị nhân thì nó không có gì thay đổi, nhưng mà người tam nhân á, người tam nhân khi mà người đó nỗ lực tu tập á, thì người đó có thể chứng đắc được thiền định hay là đạo quả. Nếu mà chỉ chứng đắc thiền thì vẫn gọi là người tam nhân bình thường, người tam nhân có thiền thì gọi thêm gì thôi, nhưng mà cái người thì nó không thay đổi. Nhưng mà nếu mà chứng đắc được sơ quả, nhị quả, tam quả và tứ quả thì lúc bây giờ cái người tam nhân nó được thay đổi, tức là từ người tam nhân mình có thêm là người gì, người sơ quả, người nhị quả, người tam quả, người tứ quả. Như vậy tâm đại quả, tâm quả dục giới hữu nhân á, nó vừa có mặt ở trong tâm người người tam nhân mà nó vừa có mặt cả ở trong là 4 tâm, 4 hạng người quả. 4 hạng người quả. Dạ. Nhưng mà có mặt ở 4 hạng người quả trong trường hợp này á, nếu mà nói về phần tục sinh á, thì nó chỉ có là 4 tâm đại quả mà hợp trí. Tại 4 tâm đại quả hợp trí á, thì nó mới làm việc tục sinh cho người tam nhân được. À, và từ người tam nhân đó người ta mới tu tập chứng đạt được thánh quả, đó là sơ quả, nhị quả, tam quả và tứ quả. Cho nên 4 tâm đại quả hợp trí thì sanh ở 5 hạng người là phàm tam nhân và 4 thánh quả. Riêng ở 4 tâm quả ly trí á, 4 tâm quả ly trí á, 4 tâm quả dục giới hợp trí hay là 4 tâm đại quả ly trí á, thì nó sanh được ở 7 hạng người, đó là hạng ba phàm lạc. Ba phàm lạc là gì? Ba phàm lạc đó là chỉ cho người lạc vô nhân, người nhị nhân, người tam nhân và 4 thánh quả. Nó sanh ở 4 thánh quả và sanh ở 4 phàm lạc ở trong trường hợp này á, nếu mà với phàm lạc mà ở người nhị nhân á, thì tâm đại quả ly trí nó làm việc tục sinh. Nhưng mà đối với người lạc vô nhân và người tam nhân
và bốn thanh quả thì nó không phải sanh ở trong trường hợp làm việc tục sinh, mà nó sanh ở trong trường hợp đó là nó làm việc na cảnh. À, làm việc na cảnh cho nên nó mới sanh được bốn hạng thánh quả và ở hạng người tâm nhân. Chúng ta nhớ phân biệt ở trong trường hợp nào mà nó sinh mà nó làm việc tục sinh, ở trong trường hợp mà nào mà nó sinh nó làm việc na cảnh, mình phân như vậy thì mình mới hiểu. Còn nếu mà không phân nhìn vào con số này mình cũng không có hiểu. À, mình cũng không có hiểu được. Dù chúng ta có tài liệu trước mặt nhưng mà mấy cái này ít có tài liệu nào giải thích lắm. Cái này mình phải đọc cái này kia nhiều lên thì mới biết được mấy cái này, còn không thì người ta chỉ liệt kê mấy con số như vậy thôi. Thứ 11 đó là tâm quả dục giới hữu nhân, đó là sanh ở các cõi. Thì ở đây mình có 31 cõi, trong đó mình có 11 cõi dục giới chia ra thành 4 cõi khổ và 7 cõi vui dục giới. 4 cõi khổ ở đây là địa ngục, bàn sanh, ngạ quỷ, Atula. Ở đây mình kể từ thấp đến cao. 7 cõi vui dục giới đó là nhân loại, tứ đại thiên vương, đao lợi, dạ ma, đau xúc, hóa là, tha hóa tự tại. Và 16 cõi sắc giới, trong đó mình có ba cõi sơ thiền, đó là phạm chúng thiên, phạm phù thiên, đại phạm thiên. Ba cõi nhị thiền đó là thiệu quang thiên, vô lượng quang thiên, quang âm thiên. Ba cõi tam thiền đó là thiệu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên và biến tịnh thiên. Tứ thiền mình có là cõi quảng quảng, cõi vô tưởng, cõi vô phiền thiên, cõi vô nhiệt thiên, cõi thiền kiến thiên, thiền hiện thiên và sắc cú cánh thiên. Năm cái cõi này người ta còn có một cái tên gọi khác nữa, đó là cõi tịnh cư. Vì cõi này chỉ dành cho bậc thánh A-la-hàm chứng đắc ngũ thiền. Bậc thánh A-la-hàm chứng đắc ngũ thiền. Rồi bốn cõi vô sắc đó là cõi không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ. Đó là 31 cõi. Bây giờ mình xét về cõi thì mình phải nhớ lại lúc nãy đó là tám tâm đại quả nó làm công việc gì. Thì khi mình nhớ được cái đó, mình nắm được cái đó thì mình sẽ tìm ra được cái cõi của nó. Thì nãy tám tâm đại quả đó là nó làm được bốn công việc. Nó làm được việc na cảnh với việc tục sinh, mà hãy làm việc tục sinh thì nó làm việc hột kiếp và tử. Thì nếu mà nó làm việc tục sinh á, thì nó chỉ làm việc tục sinh cho người nhị nhân với người tam nhân ở bảy cõi vui dục giới. Cho nên nếu mà xét về cái khía cạnh mà nó làm việc tục sinh á, thì nó chỉ có mặt ở bảy cõi vui dục giới, từ cõi nhân loại đến cõi tha hóa tự tại. Đó là mình xét về cái khía cạnh làm việc tục sinh. Thứ hai là mình nói về cái khía cạnh làm việc na cảnh. Làm việc na cảnh thì nãy mình xét ở hạng người á, thì nó có ở ba hạng người, đó là phàm ba phàm lạc và bốn thanh quả. Bốn thanh quả đó làm việc na cảnh. Nhưng mà làm việc na cảnh đó, tại tâm na cảnh đó, tâm na cảnh đó, thì nó cũng chỉ có mặt ở cõi ở cõi dục giới. Trước tiên là ở cõi dục giới ba phàm lạc thì mình có người lạc vui nhân. Ba phàm lạc
tức là chỉ có ở cõi dục giới, còn ở địa ngục bằng sanh ngạ quỷ Atula, nếu mà nó Atula ở đây mình phải loại trừ lại dạng Atula thiên ra, tại Atula nó có ba dạng, tức là Atula thuộc loài ngạ quỷ địa ngục, Atula thuộc loài ngạ quỷ, Atula mà thuộc loài chư thiên thì ở đây mình loại trừ Atula thuộc loài chư thiên ra. Tại nếu mà Atula thuộc loài chư thiên thì nó thuộc về cõi trời, thì bỏ mấy Atula nó ra. Thì như vậy thì còn các, tức là bốn cõi khổ đó nó cũng có cái na cảnh, nhưng mà cái na cảnh của nó đó là tâm quan sát thọ xả quả bất thiện, hoặc tâm quan sát thọ xả quả thiện thôi. Nó tâm na cảnh, nó có làm việc na cảnh ở nó tâm đại, tâm quả thiện nghiệp giới hữu nhân, nó có làm việc ở trong trường hợp đó. Nó giống như là một cái hệ thống lắp đặt của máy vi tính gì đó. Tức là nếu mà nó sanh ở trong trường hợp đó thì cái tâm nào nó làm việc na cảnh, giống như chương trình vi tính mà mình cài đặt nó. Ví dụ là nếu mình nhấp vào nút A thì cái gì nó sẽ hiện, và nó sẽ hiện một lọt vào trong cái nút A. Nếu mình nhấn cái nút B thì cái gì mà nó liên hệ đến cái nút B thì nó sẽ hiện ra. Thì cái tâm mình đó, cái lập trình của tâm nó cũng như vậy. Nếu mà cái na cảnh nó sinh ở loài chúng sanh ở cõi khổ thì tâm nào nó sẽ làm việc na cảnh một cách tự nhiên của nó. Cho nên tám tâm đại quả nó có làm việc na cảnh thì nó chỉ cũng làm việc na cảnh là ở cõi vui dục giới. Như vậy thì tám tâm quả dục giới hữu nhân á, xét trên hai phương diện thì nó chỉ có làm việc, nó chỉ sanh ở bảy cõi vui dục giới, chỉ sanh ở bảy cõi vui dục giới. Thì đó là phần nội dung của bài học mà mình học ngày hôm nay, qua 11 phần. 11 phần. Rồi về các tử nằm chưa tìm, chưa hiểu, tại sư trình bày này, cái cách bài học này thì học rất là rộng, cho nên chắc chắn các Phật tử mới là mình sẽ không có hiểu được hết đâu. Nhưng mà cứ mỗi một bài như vậy thì nó sẽ mở cho mình một chút, mỗi một bài nó mở được một chút. Đến khi mình hiểu, mình hiểu hết các bài này thì hầu như là mình nắm gần được cái viễn thắng pháp tập lý luận. Ngoài cái phần lộ trình tâm, mình chỉ cần học thêm phần lộ trình tâm nữa là mình có thể nắm được. Đó là phần nội dung bài học ngày hôm nay, xin kết thúc ở đây. Xin mời cô Phúc Vị Trung cầm mic để hướng dẫn trả lời. Dạ, chúng con xin kính tri ân sư Tinh Tuệ. Chân có ý kiến gì? Chờ có ý kiến đi. Tôi cho con hỏi cái hồi nãy cái lúc mà giảng tâm quả dục giới hữu nhân tương ưng nhân á, sư có sáu nhân tương ưng á, nhân tham nó là lô phá hú tú hả chứ không phải hê tú hả sư? Thưa sư, nhân tham với nhân phụ đồ tham á sư, lô phá hê tú, hê tú hả? Vậy sư sửa lại, thấy nãy con thấy như ghi là hú tú á, nhân tham với nhân vô tham, sáu la mã, năm la mã, năm la mã. Rồi nhân tham nữa sư, ở trên, ở trên. Dạ, bài học đã kết thúc. Chúng con kính tri ân sư Tinh Tuệ đã giảng dạy cho chúng con bài học vi diệu pháp về tâm quả dục giới hữu nhân ngày hôm nay ạ. Dạ, kính thỉnh sư nghỉ ngơi. Dạ, xin mời đạo hữu Tịnh Hạnh thay mặt lớp học lên tụng kinh hồi hướng những phước báu có được trong buổi học ngày hôm nay đến chư thiên ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Con kính thưa sư,
Con xin thay mặt quý cô tu nữ, cô chú học viên trong room hồi hướng phước báo của bài học hôm nay đến chư thiên. Akasatha japomatha deva naga mahitika Bồn nhắn nô anu mô đàn tu chi răng ra khăn tu sa sa nàng a ta sa tha cha phom ma tha đê qua na ga ma hi thi ta. Bồn nhắn nô anu mô đàn tu chi răng ra khăn tu nô ga rô a ta sa tha cha phom ma tha đê qua na ga ma hi thi ta. Bồn nhắn nô anu mô đàn tu chi răng ra khăn tu nhà ta yô a ta sa tha cha phom ma tha đê qua na ga ma hi thi ta. Bồn nhắn nô anu mô đàn tu chi răng ra khăn tu pa ni nô a ta sa tha cha phom ma tha đê qua na ga ma hi thi ta. Bồn nhắn nô mô đàn tu chi răng ra khăn tu nô sa đa y đăng qua ta nô bồn nhang a sa wa kha ya wa hang ho tu ana ga te ta le sa thu sa thu sa thu. Dạ, buổi học hôm nay đến đây là kết thúc. Trân trọng kính mời quý vị trở lại lớp Vi Diệu Pháp Căn Bản Online vào các ngày thứ bảy hàng tuần vào lúc 19:30 đến 21 giờ giờ Việt Nam. Dạ, con kính chúc quý sư, quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu mạnh khỏe và được an vui trong cuộc sống. Dạ, kính mời lớp nghỉ ạ.